Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đợt thứ hai dành cho các thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh ở những vùng đang bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các thí sinh được xem xét đặc cách bao gồm thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của ngành y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh có nguyện vọng. Bộ cũng cho biết sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả của kỳ thi này, kết hợp với các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021.